Càng già càng có phúc nếu bạn có 10 dấu hiệu này. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có những dấu hiệu này, chứng tỏ bạn là người rất có duyên với thần Phật, cuộc đời càng về già sẽ càng được hưởng nhiều niềm vui, may mắn. Hãy cùng lắng nghe xem mình có trong số đó không quý vị nhé. Thứ nhất, người có ngoại hình đẹp sang trọng, hãy thử nhìn những người xung quanh bạn để nhận ra không phải ai cũng may mắn sinh ra đã xinh đẹp rạng ngời. Nếu bạn có ngoại hình vượt trội hơn mọi người, khuôn mặt sáng bừng, ưa nhìn, thì bạn là người vô cùng may mắn. Có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn. Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có thần Phật che chở. Họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, ưu ái hơn so với người cùng trình độ, nhưng không được thu hút bằng. Thứ hai, đi đâu cũng được mọi người quý mến, trong khi người khác kêu than rằng họ hay bị đồng nghiệp chơi xấu, bị bạn bè đâm sau lưng, thì bạn chỉ nghe đến, chứ hiếm khi gặp phải trường hợp tương tự. Không chỉ xung quanh bạn là những bạn bè tốt, mà điều kỳ lạ là khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn, thậm chí trong lúc khó khăn, những người này không ngại ngần giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà thế, một phần vì bạn cũng sống vô tư, biết cách hành xử phải phép với mọi người. Điều thứ ba, người hiểu và tin vào nhân quả, nhờ thần Phật che chở mà bạn có những suy nghĩ, góc nhìn không hoàn toàn giống mọi người xung quanh mình. Có những người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh, còn bạn thì xem như đó là một phần cuộc sống của mình. Đối với bạn, luật nhân quả chi phối cuộc sống này. Vì thế bạn tin rằng chỉ một điều tốt nhỏ nhoi cũng có phúc báo sâu dày. Theo thời gian qua đi, vì tin vào nhân quả nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Thực tế cuộc đời này, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui, sự tự hào về chính bản thân mình. Điều thứ tư, thoát khỏi rủi ro trong gang tấc. Có nhiều trường hợp người khác tưởng rằng bạn không thể thoát khỏi sự cố nguy hiểm nào đó, hoặc khi xảy ra tai nạn ai cũng bị nặng, còn bạn thì chỉ trầy xước nhẹ. Đó là dấu hiệu bạn được che chở, bảo bọc bởi đấng tối cao. Ví dụ như trong một chuyến bay tử thần nào đó, hầu hết mọi người đều tử vong, thì người này vẫn sống sót trở về. Có người còn thoát nạn khi bị sét đánh. Điều này cho thấy bạn đang có thần hộ mệnh. Điều thứ năm, mang may mắn cho mọi người. Một thời gian quan sát, bạn nhận ra những ai ở gần mình đều gặp may mắn. Thậm chí cô bạn người thân được vợ chồng yêu mến hơn, chiều chuộng hơn. Dường như họ đang được hưởng vận may từ bạn vậy. Thực ra bạn tỏa ra phúc khí mang lại an lành, sự an toàn cho những người xung quanh. Ví dụ như nếu bạn vào quán nào mở hàng, thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí nếu một người thiếu may mắn, nhưng nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. Điều thứ sáu, lúc khó khăn luôn có lối thoát. Mỗi lúc bạn gặp khó khăn, dường như có quý nhân phù trợ vậy. Ví dụ như trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền, không biết nên làm gì thì bỗng dưng có người cho tiền. Việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu. Hầu như trường hợp đối mặt với khó khăn nào thì bạn cũng được hỗ trợ để thoát khỏi. Trong gang tấc, dấu hiệu này cho thấy bạn đang được thần Phật che chở, phù hộ nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống đã mang tới cho bạn. Nhớ rằng học nói lời cảm ơn tăng đại phúc đại khí. Điều thứ bảy, có được người vợ hay chồng lý tưởng. Nhân duyên vợ chồng đâu đơn giản, có duyên có nợ mới tu thành. Có người gặp người không phù hợp,
và đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bạn được ban cho phước lành thì sẽ gặp được người ưng ý thấu hiểu. Nhờ tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nay bạn có người yêu thương, chung thủy với mình. Cho dù có những lúc cãi cọ, mâu thuẫn, nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu hơn đối phương, để tìm cách sống chan hòa hơn với người ấy. Trong khi người khác có mới nới cũ thì hai bạn tìm cách tháo gỡ và cùng nhau sửa chữa mối quan hệ đang có. Điều thứ 8, làm gì cũng suôn sẻ. Cho dù bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ điều gì đều rất thuận lợi. Ví dụ cùng mặt hàng như nhau, nhưng bạn thì bán hàng rất chạy, trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm. Cùng học một trường đại học, cả hai đều cùng chăm chỉ, nhưng một người giàu nhanh, trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi. Đơn giản vì người kia có nhiều phúc báo, còn người này thì không. Điều thứ 9, những giấc mơ được dự báo trước. Có khá nhiều giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Dường như đang có ai đó cố thông báo cho bạn điều gì đó, để bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn. Hoặc bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp ai đó. Điều này cho thấy chắc chắn bạn đã được thần Phật che chở. Điều thứ 10, ít khi ốm nặng. Có thể bạn chỉ mắc bệnh nhẹ như ho hăng, cảm cúm hay ốm sốt, nhưng đó đơn giản chỉ là phản ứng của cơ thể với những tác động không tốt từ môi trường bên ngoài mà thôi. Nhưng thực tế, bạn không bao giờ bị bệnh nặng, vì những bệnh đó thường do tâm bệnh mà ra. Trong khi đó, bạn thường được che chở nên tâm trạng vui vẻ, thoải mái vô tư, nên không tự tạo ra áp lực vô hình như những người khác. Nhờ đó mà bạn sống thọ hơn mọi người rất nhiều. Quý vị thân mến, rất nhiều người cho rằng nhân quả rất huyền hoặc. Họ nói, tại sao có những người xấu lại sống rất sung sướng dễ chịu, người tốt lại đoản mệnh? Trên thực tế, những người mà chúng ta biết lại chỉ là thiểu số. Trên toàn thế giới, những người đã từng là vua tàn bạo như Hitler, Gaddafi, họ nắm đại quyền bao nhiêu năm, khi họ đang ở đỉnh cao quyền lực, có ai tin rằng họ sẽ bị báo ứng thê thảm như thế? Trái lại, đại đa số mọi người khi đó đều cho rằng họ nắm quyền lực lớn như vậy thì nhất định cuối đời sẽ kết thúc có hậu, phúc là có thể hưởng thụ. Nhưng cần ghi nhớ kỹ là không được lãng phí, và đức mới là tài sản lớn nhất trong mệnh. Thành tâm tích lũy đức, dụng tâm sinh sống thì mới có thể khiến đức chuyển hóa thành hạnh phúc và vận may. Đức càng nhiều thì càng giàu có, đức càng nhiều thì càng hạnh phúc, càng ung dung tự tại. Khi đức bị dùng hết thì những sự tình đen đủi sẽ bắt đầu tìm đến. 3 dấu hiệu cho thấy đã hết phúc. Thứ nhất, hữu ý hay vô ý kết oán với người. Khi đức sắp hết thì vận mệnh cũng suy đổ. Những suy nghĩ ích kỷ vì lợi ích cá nhân khiến đầu óc mê muội. Khi có tranh chấp mâu thuẫn với người khác, nếu một thời gian nào đó không xử lý cho đúng, có thể xảy ra phiền phức. Nếu trong một khoảng thời gian nào đó mà bạn xử lý các mối quan hệ giữa người với người rất tệ, nơi nào cũng khó khăn trắc trở, thế thì phải đặc biệt chú ý và cảnh giác. Thứ hai, hào tiền của, phá sản bất ngờ. Tài phú là một trong những loại thể hiện của phúc báo và đức. Trong bệnh có bao nhiêu đức thì có bấy nhiêu tiền của. Khi đức dùng hết thì tiền của không tương xứng với đức, ông trời sẽ thu hồi tài phú của bạn. Thứ ba, khí suy bệnh lâu ngày. Khi không có đức thì oan gia trái chủ xung quanh sẽ có cơ hội thừa cơ báo thù. Nghiệp lực sẽ hiển hiện, làm gì cũng không thuận, thậm chí sinh bệnh lâu ngày mà không thể khôi phục được sức khỏe. Khi đó nghiệp đã nhiều như núi, nằm ngang ở đó ngăn cản cuộc sống và sức khỏe của bạn. Khi đó cầu trời trời chẳng linh, cầu đức đất chẳng nghiệp, cầu cúng gì cũng vô ích.
Thế nên đồng thời với việc hưởng phúc thì không được quên trọng đức. Như vậy mới có được đức và phúc cuồn cuộn không ngừng, mới luôn tạo phúc và che chở cho bạn cùng gia đình. Tâm thiện làm việc thiện thì phúc lâu dài, vì ông trời bảo hộ người thiện lương. Cổ nhân dạy rằng nhà tích thiện có dư phúc lành, nhà tích ác có thừa tai ương. Hay trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có viết: người làm việc thiện phúc tuy chưa đến quả đã rời xa, người làm việc ác quả tuy chưa đến phúc đã rời xa. Chính là đạo lý này. Dạng sự dạng vật đều là nhân quả. Nếu ngày nay bạn có giàu sang, có sức khỏe, có hạnh phúc, thì một phần là do đời trước hành thiện tích đức mà ra, và một phần là những cố gắng, nỗ lực của đời này mà có được thiện quả. Nho gia và đạo gia đều giảng đạo lý: hành thiện tích đức thì được phúc báo, tránh được tai họa, còn làm ác tổn đức tiêu tán phúc báo, phải chịu tai ương. Hãy khắc cốt ghi tâm những điều này quý vị nhé. 20 cách tích đức cải tạo vận mệnh. 1. Tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói dòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng, hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác, trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. 2. Tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng, không ưng ý. 3. Tích đức từ chung thủy. Phàm là vợ chồng nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác. Nếu ta làm vậy thì về sau bản thân ta và con cháu luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình, rồi lại sẽ gặp quả báo đau khổ. 4. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi, buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút. 5. Tích đức từ việc cứu người. Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ. Nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo. Nhìn thấy những đoạn đường hư, đỡ, chúng ta nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để cho nhiều người đi qua được bình an. 6. Tích đức từ việc hạn chế sát sinh. Sát sinh là tội ác thất đức trên đời, nên buông dao xuống và nhớ rằng sinh mạng của chúng cũng như chúng ta. Ăn đồ sát sinh, nên nghĩ đến là khi cầm dao giết nó, nó đã kêu lên thảm thiết và đau đớn cầu xin chúng ta như thế nào. Nó chẳng khác gì chúng ta khi bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác chết của nó. 7. Tích đức từ việc làm ăn lương thiện. Nếu kinh doanh mà làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai, ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay, rồi mặc cho sự đau khổ của người khác, thì những việc làm thất đức của bản thân, về sau ta và con cháu của ta phải gánh chịu quả báo rất nặng. Làm ăn chân chính gia tích đức thì có phúc lớn về sau. 8. Tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tính làm gốc, coi trọng thành tính trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tính thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân.
9. Tích đức từ việc tôn trọng người khác. Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất. Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. 10. Tích đức từ giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cả thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chí thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng. 11. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác. Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công. Người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. 12. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. 13. Tích đức từ việc hiểu người khác. Mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác. 14. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình? Vì người khác sẽ luôn luôn chiến thắng vì mình. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu. Nhớ kỹ, khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. 15. Tích đức từ việc biết cảm ơn người. Cảm ơn là một cách ngợi ca cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí. 16. Tích đức từ đôi tay. Học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. 17. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình. Bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. 18. Tích đức từ lòng lương thiện. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. 19. Tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. 20. Tích đức từ lòng khoan dung. Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy.